số trong phong thủy và ý nghĩa tốt xấu. Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, trong phong thủy thì tất cả các cái số chẵn đều được tính là âm, còn các cái số lẻ đều được tính được dương. Thì con số mang cái biểu trưng cho những cái may mắn và xui xẻo nó sẽ khác nhau. Và dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn là nội dung cụ thể về các cái con số ở trong phong thủy, các cái ý nghĩa tốt xấu theo từng con số là như thế nào. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng tham khảo về các ý nghĩa tốt xấu đối với các con số trong phong thủy. Số 1 được coi là con số thần thánh trong văn hóa phương Đông. Nó tượng trưng cho đỉnh tối cao. Chỉ có thần thánh mới được nắm giữ cái con số phong thủy mãi mãi. Do đó mà không ai có thể nắm giữ cái vị trí số 1 lâu dài. Ngoài ra thì người ở cái vị trí số 1 luôn là độc nhất và không có ai khác. Nên họ có thể bị cô đơn, luôn có cảm giác cô lập một mình. Còn là số 2 thì trong phong thủy số 2 mang cái nghĩa tích cực, tượng trưng cho cái sự gắn kết của các cái mặt đối lập và tin tưởng lẫn nhau. Trong tiếng Hán, phát âm của con số phong thủy này gần giống với từ có nghĩa là đơn giản. Điều này ngụ ý rằng là chúng ta có thể đạt được cái điều mà mình mong muốn một cách dễ dàng. Do đó mà đây là con số thường thấy ở các cái sự kiện trọng đại như là cưới hỏi, sinh nhật. Ngoài ra thì số 2 còn tượng cho thái lưu, có nghĩa là cái nguồn gốc của mọi cái sự vật, hiện tượng. Số 3 thì con số này thuộc dương, nó có nghĩa như một lời tuyên bố về sự sống. Do đó mà số 3 thường liên quan tới cái sự tăng trưởng và vĩnh cửu. Trong phong thủy thì số 3 được sử dụng để làm gia tăng may mắn, như là đặt 3 đồng xu dưới gốc cây để hút tiền tài cho gia đình. Số 4 thì trong tiếng Hán, cách phát âm của số 4 tương tự như từ có nghĩa là tử, chết. Do đó mà phương Đông không coi trọng con số này và phải tránh nó bằng mọi giá. Ngoài số 4 thì những số mà có chứa con số này cũng cần phải tránh. Đó là ví dụ như là số 24 có nghĩa là dễ chết, số 74 có nghĩa là đi chết đi. Thì những cái con số này chúng ta cũng cần phải tránh. Số 5 thì trong phong thủy số 5 là con số trung bình, không quá tốt và cũng không quá xui xẻo. Ngoài ra thì nó còn là con số bí ẩn đại diện cho các cái vòng tuần hoàn như là 5 yếu tố vũ trụ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 hướng là đông, tây, nam, bắc và hướng trung tâm. Tuy nhiên thì ở một số nơi người ta tránh dùng số 5 vì nó mang cái ý nghĩa là không có gì. Phát âm của số 5 trong tiếng Hán tương tự như chữ có nghĩa là không có gì. Số 6 thì ở phương Đông số 6 là cái số mà may mắn, biểu tượng của sự thịnh vượng và giàu có. Trong tiếng Hán, phát âm của con số phong thủy này gần giống với từ có nghĩa là lộc. Ngoài ra thì số 6 là gấp đôi của số 3, đó là cái điểm lành. 3 cộng 6 bằng 9, nó đã tạo thành cái nhóm 3 con số may mắn. Trong bài trí phong thủy nhà ở, số 3, số 6 và số 9 được vận dụng để hóa giải những cái khu vực xấu hoặc là những cái hướng xấu. Tiếp theo là con số 7. Con số này được coi như là con số thánh. Trong truyền thuyết, số 7 xuất hiện với tần số dày đặc như là thất tinh, 7 ngôi sao hay là thất kiếm, 7 thanh kiếm liên quan đến yêu ma quỷ quái. Những số mà kết hợp với số 7 sẽ không mang lại may mắn. Ví dụ như là 78, phát âm gần giống như là thất bát nên không phù hợp dùng trong kinh doanh buôn bán. Hay là số 74 có nghĩa là cái chết đến gần. Thì đây là con số không mang lại may mắn theo quan niệm phương Đông. Và tiếp theo là con số 8. Thì trong phong thủy thì số 8 là số mà vô cùng may mắn và được nhiều người yêu thích. Ứng dụng để mang lại cái sự thịnh vượng. Trong tiếng Hán, số 8 được phát âm gần giống với từ có nghĩa là phát. Nó có nghĩa là nở hoa, phát triển hoặc là giàu có. Số 8 cũng là hiện thân, thứ tự trong tự nhiên, trong bát quái, trong tám hướng của La Bàn. Những con số kết hợp với số 8 mang lại ý nghĩa may mắn và thịnh vượng, đó là con số 28 có nghĩa là làm giàu dễ dàng và nhanh chóng. Số 68 có nghĩa là lộc phát. Số 168 có nghĩa là dù thế nào vẫn phát lộc, vẫn giàu có. Và con số cuối cùng đấy là con số 9. Thì trong phong thủy số 9 là con số của sự hạnh phúc, thuận lợi và trường tồn đẹp đẽ. Nó gần như là hình thành cho cái sự viên mãn tròn đầy. Những kết hợp với số 9 mang lại may mắn là số 289 có nghĩa là rất dễ giàu, có mãi mãi. Hay là 99999 có nghĩa là bách niên giai lão. Thì đấy là những con số mà rất là đẹp. Và quý anh chị thân mến, trên đây đấy là cái ý nghĩa của các cái con số trong phong thủy. Tức là những con số nó có những cái ý nghĩa tốt, ý nghĩa xấu, thì đây là cái quan niệm theo cái phong thủy phương Đông.
Tuy nhiên thì đây cũng là cái thông tin nó mang cái tính chất tham khảo, và cũng rất mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những các kiến thức bổ ích, giúp quý anh chị là chủ động đón lành tránh dữ trong cuộc sống. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.